Kính chào đại chúng. Hôm nay chúng ta học về bát kinh pháp. Bát kinh pháp là một cái rất là quan trọng, không những quan trọng cho ni đoàn trong việc tu học chứng đắc, mà còn quan trọng trong sự hòa hợp của tăng đoàn và ni đoàn, tức là làm cho nguyên cái sangha được phát triển được mạnh. Thứ nhất là bối cảnh thành lập ni đoàn là hồi đó Đức Thế Tôn nó không có muốn thành lập ni đoàn. Khi bà Gotami, tức là bà Kiều Đàm Di lên gặp Đức Phật xin thành lập tăng đoàn, ni đoàn, thì là Đức Phật từ chối. Hai lần Đức Phật đều từ chối. Cho tới khi ngài A Nan thỉnh cầu, nói xin phép, vì những lý do là có cái ân tình là người đã nuôi dưỡng lúc Thái tử Tất Đạt Đa lúc còn nhỏ, rồi lại là theo cái câu hỏi là người ni cũng như người tăng đều có chứng đắc được hay không, thì Đức Phật nói tăng hay ni gì, nam hay nữ gì cũng đều chứng đắc hết. Thì ngài A Nan biết trước, vin vào đó, ngài này rất là thông tuệ, ngài đưa câu hỏi, thành thử ra Đức Phật chấp thuận. Nhưng mà để cho thành lập ni đoàn theo như kinh sách thì là theo như kinh sách thì Đức Phật ra 8 điều kiện, và nếu bà Kiều Đàm Di đồng ý thì mới chấp nhận cho thành lập ni đoàn. Theo như kinh sách nói lại thì như vậy, nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm, chúng ta cũng biết vào thời đó đó, số ni đoàn đi theo bà Kiều Đàm Di là toàn là công chúa, rồi là thứ quyền chức không người đẹp, cho nên tánh tự cao ngã mạn rất là lớn, có trí tuệ, có chức tước, có người hầu quen rồi. Bây giờ đó tự nhiên đi vào đó rồi gặp mấy ông tăng, mà nhất là mấy ông đi gánh phân, mấy ông hớt tóc, tự nhiên là sinh ra cái ngã mạn. Và Đức Phật đã tiên liệu nếu mà có chuyện đó xảy ra thì tăng đoàn sẽ bị hư, nó hỏng một chân. Thứ nhất, thứ nhì là ni sẽ sanh ra ngã mạn và không có chứng đắc được. Cái chuyện mà tăng đoàn mạnh hay yếu Đức Phật cũng không quan tâm mấy đâu. Sư nhìn thấy các cái cách Đức Phật làm việc thì cũng đoán vậy thôi. Tức là Đức Phật nói mỗi người đi một ngã. Rồi có những ông tăng mà không nghe lời Đức Phật, Đức Phật nói kệ, đừng có nói tới ông nữa, kệ, mặc kệ ông, đừng nhắc tới ông nữa. Nhưng Pisa ông nói là có người ta có linh hồn, Đức Phật nói Như Lai không hề nói vậy. Đích thân Đức Phật xuống, ông cũng nói nhưng mà con vẫn tin như thế. Nên Đức Phật nói thôi kệ, bỏ ông đi, đừng nói. Thế thì cái mục đích nói về tăng đoàn đó là Đức Phật cũng biết là nghiệp chúng sanh. Nghiệp chúng sanh nó bảo nó tu, nó không tu. Có người có nhân duyên thì nó tự nó tu, nó biết đời là khổ rồi, nó lo nó tu để nó giải thoát sanh tử luân hồi. Mà có những người ngay cả Phật nói hoài nó cũng đâu có nghe nữa. Hào huống gì là mấy ông sư thì ăn thua gì. Đức Phật ra độ bà già giữa chợ có được đâu, bà không thèm dòm luôn. Cho nên may là bà không thèm dòm, chứ gặp sư được mà sách gậy rượt rồi. Thế thì từ đó chúng ta học được cái bài học là người có duyên với Phật Pháp thì mới nhìn hay nói nửa câu cũng ngộ, ngộ cái sanh tử, ngộ cái vô thường. Còn người vô duyên thì có nói hoài cũng vậy, cho nên là không có độ được. Thế thì để cho ni đoàn thành tựu, nhất là về vấn đề chứng đắc, tức là tu phải thành tựu, phải xả bỏ được tham sân si, mà trong khi đó các vị đều là chức quyền ở trong công chúa, ở trong cung vàng điện ngọc, rồi cái gì cũng sung sướng, rồi là có người hầu ghẻ hạ, tánh tình là ngã mạn, cho nên tạp khí nó có. Đức Phật ngài rất từ bi, ngài thấy trước, cho nên nhất là cái thứ mà quyền với trí. Quyền là nói tôi đây là chức tước, trí là tôi đây học giỏi, tôi biết nhiều, hai cái đó sở chi chướng cả, nó tạo nên cái ngã rất là lớn. Cho nên Đức Phật mới ra 8 điều bát kinh pháp. Theo như kinh sách, 8 điều đó giúp cho ni đoàn được vững mạnh và vân vân, để cho ni là dẹp bỏ ngã mạn. Mà hãy dẹp được ngã là chứng tư đa hoàn thôi, thân kiến đó. Cho nên Đức Phật mới đồng ý cho phép các vị đó được thành lập ni đoàn, với điều kiện là các vị đó phải thực hành đúng 8 điều như thế. Thế thì theo kinh sách như thế, rất nhiều vị hồi đó tu chấp hành theo lời Phật chứng thánh quả,
Và sau đó các vị ni đó có lập lên một cái bài bài ca gọi là Khải Hoàn ca, tức là tự ca tụng cái sự chứng đắc của các vị đó. Cái bài Khải Hoàn ca đó gọi là khúc ca Khải Hoàn thánh thi Trigatha. Đó là các vị ni tu chứng rất nhiều, vì dẹp được cái ngã, vì khiêm hạ, vì biết tàm quý, có nhiều thôi, dẹp bỏ hết quyền chức rồi sắc vóc đẹp, rồi quyền chức rồi kiến thức, dẹp hết. Gặp các vị sư tăng mà ở trong trong tăng đoàn của Đức Phật đó, có những vị đi hốt phân, có những vị đi dốt không biết làm gì hết, chỉ quét lá đa, vẫn cung kính, cung kính tận tâm. Chính vì vậy cho nên dẹp được cái ngã và các ngài chứng đắc, các ngài chứng đắc, cho nên các ngài viết lại cái thánh thi Khải Hoàn ca để nói lại những cái sự chứng đắc đó, để tri ân Đức Phật. Ngài đã từ bi, ngài chỉ cho cái bát kinh pháp, và nhờ bát kinh pháp các ni mới chứng đắc. Chứ cái tâm tánh các ni thì cũng khó lắm, ngã mạn một chút xíu là hờn giận, chút xíu là cái ngã nó nổi lên. Không phải đơn giản đâu, thấy vậy mà nó không phải vậy, thấy không, thấy tưởng là nó nguội rồi, mà nó như cái đống tro tàn, nó còn có một cục lửa ở dưới đáy á, nó không vừa đâu. Thế thì bối cảnh là như vậy nha. Nguyên nhân thì cũng là sư nói rồi, là có người xin, ngài Anan xin, và ngài Anan rất là từ bi khôn khéo, nói là ni và tăng là có chứng được không, người nữ có chứng được a la hán không, Đức Phật nó có chứ, thì như vin vào đó mới xin được. Trong bối cảnh lịch sử là như thế, rồi trong cái quy định đó, là Đức Phật nói phải chấp hành 8 điều này thì mới cho thành lập ni đoàn. Thế thì sau khi mà thành lập rồi thì tiếp tục các ngài tiếp tục là hoằng hóa, rồi là độ thêm một số người nữ nữa cho gia nhập. Rồi cuối cùng tăng ni đoàn cũng mạnh lắm, rất là mạnh. Nhưng mà rất tiếc là sau đó khoảng chừng mấy trăm năm, 500 năm năm sau đó, có một vị còn sót lại một vị ni, mà cái vị này đúng ra theo cái lời Phật dạy là phải truyền thừa. Tức là phải truyền lại, truyền giới lại cho một vị khác, để vị khác tiếp tục truyền thừa, tại vì nó phải có người truyền, còn nó đứt, bà này chưa làm kịp bà chết, cho nên cái dòng ni tới đó là đứt khoảng 500 năm. Thế thì từ đó các ngài trưởng lão mới nói là nếu nó không được truyền thừa nữa thì bây giờ ai dám làm chuyện đó. Phật đã nói là phải truyền giới mà. Tự nhiên mình ở đâu, mình ở trong cục đá mình nhảy ra, phải có người truyền giới cho mình, cái vị đi trước truyền giới cho người đi sau. Đó là cái lệ từ xưa đến giờ Phật đặt ra như vậy. Cho nên sau đó thì cũng có rất nhiều vị bây giờ đó là nhờ chư tăng là cho thọ giới tỳ khưu, nhất là bên Thái Lan, bên Miến, thì hai chỗ đó là từ chối. Nói Phật đâu có cho phép đâu, Phật nói là nguyên tắc là nó phải đúng bát kinh pháp. Chúng ta sẽ học biết bát kinh pháp là cái gì. Và nó đã bị đứt đoạn từ đó rồi, chư tăng đâu có dám. Nhưng mà thực sự ra các ngài nói vậy thì cũng tội nghiệp. Mà theo ý của sư á, ý của sư thôi, sư cũng xin sám hối trước. Nếu mà sư nói sai cũng xin các vị trưởng lão hoan hỷ cho xóa tội cho. Theo ý của sư á, là hồi xưa đó, lúc mà chưa có ni đoàn thì làm sao có ni đoàn, cũng phải một vị tăng đứng ra thọ giới cho cái vị ni ấy thôi. Và đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất làm cái lễ thọ giới cho vị ni, rồi cái vị ni đó mới thọ giới cho vị ni nhỏ nhỏ nữa. Rồi theo như bát kinh pháp, sau khi thọ giới xong phải đem trình với tăng, hội đồng tăng để chứng nhận. Nhưng mà lúc đầu là ai thọ giới cho ni, cho Bạc Kiều Đàm Dí thì cũng tăng thôi. Và một điều quan trọng thứ gì nữa là khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật có nói trong những cái giới luật của ta, ngoài giới trọng, tức là tứ trọng á, còn những giới khác nếu các vị thấy có thể sửa đổi, cần phải sửa đổi vì ích lợi cho tăng đoàn phát triển, vì ích lợi cho địa phương, thì cứ sửa đổi. Muốn sửa đổi làm sao cho nó phù hợp thì sửa đổi. Nhưng mà ngài Ca Diếp, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, triệu tập 500 vị thánh tăng đầu tiên, kỳ kết tập thứ nhất, thì mới đề nghị là
thôi. Phật là cha già, mà cha già đã chế ra luật như vậy thì đừng có sửa cái gì hết á. Bây giờ ngài đã mất rồi, cứ thế mà làm. Và cứ thế mà làm thì nó mới được chứng đắc. Còn bây giờ sửa, nhiều lúc mình sửa tầm bậy, mình lại vẽ rắn thêm chân, rồi mình mang tội, rồi mình cũng chẳng chứng được cái gì hết. Đi tu là để giả xả bỏ hết tham sân si, mà bây giờ mình còn muốn sửa, tức là còn tham, tham quyền, tham chức, tham danh hay cái gì đấy mà sửa. Phật dạy như thế thì cứ để thế thôi, rồi tùy theo địa phương, tùy theo thời điểm mà áp dụng, áp dụng một cách tinh tế cho nó có lợi lạc, chứ đừng có sửa. Sau này á, sư thấy cũng có một cái phong trào ở bên Đài Loan hay là bên Việt Nam, các ni đòi bỏ bát kinh pháp. Đó là cái thứ nhất. Sư nghe cũng ngạc nhiên, nói, ủa con Phật mà giờ là từ chối, không có muốn nghe lời Phật nữa thì biết làm sao. Cái thứ nhì là có một hai vị tăng cũng là nổi tiếng viết ra giới luật mới, rồi yêu cầu các chư tăng chấp thuận thực hành, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có ai nghe hết. Tức là sửa luật của Phật, không dám sửa nhiều nhưng mà sửa cũng ít ít, tức là ý nói là mình cũng ngang hàng với Phật đây mới dám sửa luật của Phật chứ. Thì cũng là ngã mạn lớn, lớn chuyện lắm. Thế thì theo ý của sư là khi bịch trình ra đó, có một hai vị hòa thượng vì nể quá cho nên các ngài nói thì thôi muốn làm gì làm. Nói thế thôi chứ cũng không phải là chấp thuận. Nhưng mà cái vị danh tăng thì lại đi khoe, nói tôi có hỏi rồi, cái vị kia nói ok, không sao. Nó không sao thì không có nghĩa là chấp thuận. Nhưng mà cứ thế vin ra rồi đòi sửa luật của Phật. Thế thì ngày hôm nay chúng ta học bát kinh pháp, chúng ta biết nguyên nhân, thời điểm lịch sử, rồi là mục đích mà Phật chế ra để làm gì rồi. Cho nên mục đích chính của bát kinh pháp là điều tối quan trọng, là giúp cho người ni xóa bỏ được những cái tâm địa nhỏ mọn để mà có thể chứng đắc. Đó là mục đích chính của Phật. Mục đích thứ nhì là để hòa hợp tăng đoàn, tăng và ni đối xử với nhau cho nó được thuận thảo như sữa với nước. Và quý vị nên nhớ cái định nghĩa tăng mà Phật quy định, nó không phải là một ông sư đâu. Bốn vị tăng thanh tịnh sống với nhau như nước với sữa thì mới gọi là tăng đoàn. Còn không có, chỉ gọi là các sư thôi. Hai, ba ông đều sư hết. Chừng nào bốn ông mà sống với nhau như nước với sữa, hoàn toàn thanh tịnh, không ham chức, không ham quyền, bá y một bát, không cầm tiền, không ăn phi thời, vân vân, thì mới gọi là tăng đoàn. Mà là tăng đoàn là phải như nước với sữa, tức là có một cục kẹo cũng bẻ làm đôi chia, chứ không phải là làm khác được. Thì mới gọi là tăng đoàn, thương yêu nhau như là ruột thịt. Thì tăng làm được thì ni cũng làm được chứ. Tăng cũng thương yêu nhau như ruột thịt, tại sao ni không làm được? Mà nhiều lúc cứ cãi cọ với nhau hoài, nhiều lúc cứ giận nhau cả năm không nhìn mặt nhau chứ vậy. Đó là cái tánh nữ, không có gì hết. Bởi vậy nên khó chứng lắm. Khi mà có cái đó là lập tức có cái ngã. Có cái ngã là có cái sân đó, cho nên nó Phật mới chế ra bát kinh pháp. Rồi mục đích thứ nhất á, nói xong rồi nha. Cái thứ gì? Thứ bát kinh pháp là gì? Bát kinh pháp bát kinh pháp thứ nhất là ni phải đảnh lễ tăng bất kể tuổi hạ. Ni có 100 tuổi hạ chăng nữa mà tăng nó mới có thọ giới một ngày thôi, cũng vẫn phải cung kính đảnh lễ. Thế thì điều đó tốt hay xấu quý vị? Nói sư bà mà đi đảnh lễ cái chú tăng trẻ trẻ, nhưng mà Phật rất là tinh tế. Các sư bà mà lên tới 70-80 hạ rồi, cái ngã nó lớn như cái núi, nó đa phần như vậy đó. Tôi là sư bà, khó lắm, không dễ đâu. Sư gặp nhiều rồi, sư thấy tóc tai, tóc gáy nó dựng hết, chạy làng, sợ lắm. Sợ gì? Không phải sợ là sợ cho mình, mà sợ cho các ngài. Mình lỡ mình để đứng đó rồi các ngài thấy ngứa mắt, cái các ngài nổi sân lên là tội nghiệp các ngài. Cho nên tránh né núp chỗ khác đi. Thế thì tại sao lại nói ni phải đảnh lễ tăng, dù là tăng mới tu mà ni là nhiều hạ? Tại vì ni nhiều hạ, càng hạ nhiều thì ngã càng tăng. Ngã càng tăng, đọc kinh càng nhiều thì lại ngã càng tăng. Có là tôi đi biết nhiều, ông mới có tu một ngày, ông mới thọ giới có một ngày, còn tôi 20 năm đọc kinh điển rồi, tôi là tu thanh tịnh, đệ tử tôi cả hàng trăm đứa xuất gia, ông mới có tu một ngày mà giờ tôi làm sao đảnh lễ ông? Tức là có cái ngã. Ngã đó, có ngã chấp pháp, chấp kiến, chấp ba cái chấp đều dính cứng trong đó.
mà thực sự ra thân là tứ đại ngũ uẩn chứ nó có thật đâu. Nhưng mà có điều chấp cứng ngắc cho nên Phật mới nói là ni dẫu bao nhiêu hạ cũng phải đảnh lễ tăng, dù là tăng đó là mới mới tu. Thế thì điều đó có ích lợi cho ni, giúp cho ni là xả bỏ được nè ngã mạn nè, không xả bỏ được ngã mạn, kham nhẫn nhu thuận tàm quý, hòa hợp tăng đoàn. Thế có ích lợi gì? Thì ông tăng mà khi thấy một vị ni mà đảnh lễ mình, nếu là người chân tu phải xét lại cái đạo hạnh của mình. Mình có giữ giới được không? Mình có ăn phi thời không? Mình thấy tiền có ham không? Mình nghe người ta khen mình có thích không? Nếu còn tức là chưa thanh tịnh. Nghe người ta khen, nghe người ta chê mà khởi phiền não hay là ưa thích là dính mắc rồi đó. Mà dính mắc là không thanh tịnh, chứ không cần cái gì hết á. Chứ không cần là nói cái gì xa xôi hết á. Nghe người ta khen mà ưa, khởi lên nghe vui vẻ, rồi nghe người ta chê khởi lên phiền não là ông tăng nó chưa thành tịnh. Chưa thành tịnh. Mà nếu chưa thành tịnh á thì thấy một vị ni mà đảnh lễ mình thì sao? Nó nhảy qua một bên né chứ mình lãnh cái đó lãnh cái búa chứ đừng có nói giỡn chơi, thấy người ta lạy mà đứng cho người ta lạy là xuống địa ngục ngay. Chưa thành tịnh mà mình lãnh cái người ta tu hơn nhiều hơn nữa. Cho nên nhiều lần á sư đi sang bên Đài Loan á gặp sư Chứng Nghiêm á. Sư bà đó mỗi lần ra dẫn 30-40 đệ tử ra gặp sư và phái đoàn ở ngoài cổng là đất dơ vậy cũng quỳ lại. Sư nhảy qua bên muốn chết luôn, các vị đâu có dám. Sư bà công hạnh như vậy, tiền không bao giờ cầm, không bao giờ nhận tiền cúng dường của ai hết. Tự túc làm, tự may từng cái y, chỉ kim rồi trồng rau này kia mà bây giờ làm. Quý vị biết công trình của sư bà cho tới năm nay không? Ở bên Đài Loan á, một cái bệnh viện 1.000 giường miễn phí cho người nghèo và tăng ni suốt cả hàng 10 năm nay. Một cái trường đại học Phật học chứa khoảng cỡ chừng là 5.000 tăng ni tới học, cung cấp miễn phí hết, tiền học miễn phí, tiền ăn tiền ở miễn phí. Đó là ở Đài Loan thôi đó. Còn chưa kể ở khoảng gần 40 mấy nước, gần 50 nước trên toàn thế giới, từ Phi Luật Tân các nước nghèo này kia, sư bà đều hùn hợp với cái người địa phương 50-50 để xây cất những cái bệnh viện và những cái trường học dạy cho tăng ni. Cái phước người ta lớn kinh khủng vậy đó, không? Trong đội ngũ mà bác sĩ dưới tay sư bà mà làm việc cho sư bà ở bên Mỹ, bên Đài, bên Canada, bên Âu Châu mà về để làm việc cho sư bà đó, khoảng cỡ chừng 500 vị bác sĩ nổi tiếng thế giới, 500 vị làm miễn phí mà đem công của tới làm, chứ không phải là làm tay không. Đem công của nhà đem ra để mà làm. Thế thì nội cái bệnh viện và cái trường học thôi công đức đã là biết bao nhiêu rồi, quá lớn. Còn chưa kể cái chùa sư bà kiến thiết đó, khỏi nói đi. Sư vào sư thấy nó trống trơn à. Nhưng mà nhấn đèn lên là thấy Đức Phật ở trong nó đi ra, không? Rồi chư tăng đi ra. Nó là ba chiều, 3D. Tức là nhìn thấy trống trơn không có gì hết, nhưng mà nhấn đèn lên là cái đèn nó vận động á, thành ra có hình Đức Phật đi ra. Nó theo cái kỹ thuật mới mà modern technology, quá đẹp, không thể tưởng tượng được. Và cái nhờ vì nó làm bằng software phần mềm, cho muốn điều chỉnh kiểu nào thì nó điều chỉnh. Thí dụ áo màu vàng thì áo màu vàng, áo màu đỏ thì áo màu đỏ, làm không thể tưởng tượng được. Và nhìn cái là khởi tâm cung kính rồi. Thế thì công lao của sư bà như vậy đó. Vậy mà tới khi gặp sư tới mà quỳ ở ngoài cổng đất bụi mà lạy thì mình làm sao mình dám đỡ cái lạy đó. Cái lạy đó người tăng phải xét lại đạo hạnh của mình có bằng người ta chưa. Mà bây giờ để cho người ta lạy, nếu là vị chân tu phải tự biết tàm quý xấu hổ. Người ta tu hành như vậy đó, mà bây giờ mình cỡ nào mà mình đứng cho người ta lạy, chứ đâu có phải giỡn chơi đâu. Cho nên ở đây á, khi Đức Phật nói ni đảnh lễ tăng bất chấp hạ, thì thực sự ra người tăng á, nếu mà người chân tu là phải biết tàm quý, phải biết sám hối, phải biết xấu hổ. Và cái này nó cũng là khích lệ cho người tăng phải tu tinh tấn. Thấy người ta lễ mình mà như vậy đó thì mình xét lại mình, xét lại mình mà mình chưa được thì mình phải cố gắng cho nó hoàn thiện hơn. Không phải coi thường được, không thấy người ta lễ đứng cái cho người ta lạy thêm cái lạy nữa là coi như đi xuống địa ngục luôn, không phải giỡn chơi đâu. Cửa địa ngục mở, nếu là người tu chân tăng thì phải rất sợ biết tàm quý cái đó. Đó. Điều thứ nhì, ni không được trách hoặc là nói nặng lời
Tăng bất kể lý do gì, bất kể trường hợp gì, thấy ông Tăng đã phạm lỗi thì không có phải là trách cứ hay là nói lặng lời với cái vị đó, không được, không được phép. Thứ nhất á, như vậy nó tạo ra xào xáo. Thứ nhì á, chính người ni á, bị cái ngã mạn. Khi mình nói với người ta là mình ngã mạn rồi, cái ngã nó lên và mất cái quý. Quý tức là phải tôn trọng người khác. Như vậy đó, mất đi hòa hợp tăng đoàn. Cho nên Đức Phật chế ra là ni không được phép trực tiếp. Muốn nói cái gì, thấy ông sư đó sai, về họp hội chúng lại, hội chúng ni á, nói bạch chư đại đức ni, con thấy cái sự kiện nó như vậy, và cái này là một trong cái tứ trọng, phạm vào trong tứ trọng, tức là pháp bất thượng nhân. Ông đi ông khoe là ông đã chứng đắc, thế thì con thấy là phạm bất pháp thượng nhân, vậy xin con xin trình cho chư ni. Hội đồng chư ni nói bây giờ cái này nguy hiểm quá, vậy phải trình cho hội đồng tăng. Chư ni biểu quyết đồng ý rồi mới đem cái vấn đề trình cho hội đồng tăng, rồi hội đồng tăng sẽ xử lý cái ông sư kia, chứ chư ni không có quyền. Hội đồng tăng có thể là sau khi xử lý xong thông báo quyết định nó cho bên ni biết, chẳng hạn như là chúng tôi thấy nó trầm trọng, chúng tôi đã biểu quyết trục xuất ra khỏi tăng đoàn, hay là chúng tôi đã thấy nó không trầm trọng nhưng mà ông này rất là sám hối, cho nên chúng tôi đã biệt trú ông là 3 năm. 3 năm ông phải vào trong hang núi ông tu, ông không được ra ngoài nữa, và ông đã thành tâm sám hối và ông chấp nhận cái hình phạt 3 năm đó. Phải thông báo cho bên ni biết để mà cái kết quả như vậy. Tức là ni không có quyền trực tiếp trách mắng nói lặng lời với một vị tăng phạm lỗi, mà chỉ có lỗi tứ trọng thôi, còn mấy cái kia thì chuyện nhỏ. Và phải khi cử sự là phải có hội đồng ni và đưa sang hội đồng tăng. Đó là nguyên tắc như vậy để cho nó hòa hợp tăng đoàn. Và ni cũng vậy thì nó dẹp được cái tàm quý, không cái ngã mạn. Chứ bây giờ ni gặp cũng đứng ngang hàng, cũng cử sự, cũng nói nặng lời người ta thì là sân si nó nổi lên. Mà người phụ nữ thì sư thấy là rất là nhạy bén trong cái vấn đề này lắm. Khi cử sự trách mắng ai là rất là nhạy, nhanh lắm, thắng lại không kịp, thắng lại không kịp sẽ bị. Nói chung chung thôi nha, không có nói một cái cá nhân nào hết. Thứ ba, ni không được ngăn tăng xét tội, thuyết giới tự tứ, nói lỗi tăng. Thí dụ vị tăng đứng ra tự tứ, đứng ra xét tội cái vị nào đó, hay là xét tội cái người ni, thì vị ni không được can. Muốn gì để đi họp hội đồng ni, nói bạch hội chúng, con thấy như vậy là nó hơi quá. Thì cái biểu quyết đưa sang hội đồng tăng, chứ không có tự ý, không tự ý làm. Thọ giới cụ túc thì phải thông qua hai bộ tăng và bộ ni. Tức là muốn thọ giới cụ túc, muốn lên thọ giới tỳ kheo ni, từ sa di ni lên tỳ kheo ni, muốn vậy thì phải đầu tiên nó họp hội chúng ni lại, bạch chư đại đức ni. Bây giờ chúng con thấy người này đủ đạo hạnh, có thể thọ giới tỳ khưu ni, xin hội chúng chấp thuận. Hội chúng chấp thuận xong rồi chưa đủ, phải trình qua hội đồng tăng. Ông tăng cũng 4 vị, ở đâu đó không biết, các ngài nó đòi thôi được rồi, tốt lắm, làm đi, thì coi như xong. Rồi bây giờ mới về cử sự là bên ni mới họp lại, rồi mới làm cái lễ thọ giới cho người ta. Còn nếu không làm đúng như vậy thì dẫu là có cho thọ giới, cái giới vẫn không được công nhận, giới coi như có lỗi, giống như cái áo bị lủng một lỗ vậy đó, nó không thành tựu. Cho nên là phải có 2 bộ công nhận, bộ ni và bộ tăng, mà chỉ cần thông qua thôi. Tức là 2 bộ đều thông qua, thường thường chẳng có cái gì quan trọng hết đó. Nói thọ giới cụ túc nó chỉ xét xem những cái lỗi, chẳng hạn như ai nam ai nữ, hay là giết cha giết mẹ, hay là phạm những cái lỗi mà 6 pháp 2 năm, 6 pháp 2 năm trong thời gian nó có phạm không. Thì 6 pháp 2 năm thì chắc chắn là hiếm có trường hợp phạm lắm, tại người ta đã quyết tâm tu rồi mà, người ta cách ly, người ta đâu có phạm nổi. Thứ năm, ni phạm tăng tàn thì phải trước 2 bộ thực hành ý hỷ nửa tháng. Tức là khi mà phạm vào tội tăng tàn, tức là sangadiji disesa đó, là phải sám hối trước 2 bộ, bộ ni và bộ tăng. Chứ không phải nói ni chỉ sám hối với ni thôi, không được. Sám hối với ni xong rồi qua trình tăng, rồi thọ cái
thọ cái pháp các ngài đó khuyến cáo, nói thí dụ giờ thôi cho 6 tháng biệt trú, hay là tự mình phát nguyện, nói thôi con đã phạm lỗi, con biết cái này là sanh tử luân hồi, thôi con xin hội đồng ni, hội đồng tăng hoan hỷ cho con xin tình nguyện vào con nhập thất 1 năm hay 9 tháng. Có nhiều khi mình đề nghị 9 tháng mà các ngài từ bi, các ngài nói thôi 6 tháng được rồi, hay là 3 tháng được rồi, các ngài tùy theo xét thấy cái đạo hạnh của mình là thứ nhất, thứ nhì á, công phu tu học của mình trong cái quá trình, thứ ba nữa là cái sự sám hối có thực tình không. Nếu mà sám hối rất là thực tình thì các ngài cũng gia giảm nhiều lắm. Thứ sáu là cứ nửa tháng thì quy định tụng giới gì, nhưng mà ở đây nửa tháng thì phải đến tăng để xin chỉ hướng dẫn. Các ni phải đến gặp chư tăng, nói theo đúng lời Phật dạy, bây giờ cứ nửa tháng con đến xin nghe quý ngài dạy dỗ. Các ngài nói tu có thanh tịnh không, có phiền não không, không có cãi cọ gì với nhau không, không, thôi xong rồi đi về đi. Thế thôi, đó đơn giản hỏi đại khái mấy cái, có tự quý vị có nhận biết là mình đã vi phạm điều gì sai trái không? Dạ con có nhận biết, không cần phải nói ra cái gì hết. Nếu con có nhận biết những cái điều sai trái của con, vậy thì quý vị có thể giữ được là không có vi phạm nữa hay không? Dạ con xin hứa con giữ được. Rồi xong đi về. Cái đó mục đích để làm gì? Để dẹp cái ngã. Và thứ nhì, đoàn kết tăng đoàn. Cứ liên tục nửa tháng phải qua gặp mấy ông tăng, và mấy ông tăng phải giáo hóa, phải nói, và nhiều lúc phải khuyên can này kia. Thì chính những cái chỗ đó mà nó trở thành ra đoàn kết tăng đoàn. Đoàn kết tăng đoàn. Nhưng mà đồng thời ở đây nó lại có một cái nó trở ngại là vì cứ nửa tháng đi gặp nhau, nhiều khi nó xảy ra những cái sự rối rắm giữa tăng và ni. Nó đã có trong lịch sử đã có rồi, cho nên thường thường nó phải ni đoàn, tức là một tập thể. Nhưng mà rồi nó cũng có chứ không phải không. Nó vẫn xảy ra những cái chuyện lèn èn, lằng nhằng, tại vì cái tâm nó không thanh tịnh. Cách đây chừng năm, sư có lên sư với mấy đệ tử nữa, khoảng 6-7 đệ tử, trong đó có con Nghiêm Lê, Liên Nhung này kia đủ hết, đi lên một cái thiền viện ở Lâm Đồng, Đức Trọng, thiền viện ni ở đó tu dạy 5 ngày. Rồi có một cái sư cô, sư cô đẹp lắm, lên quỳ lại, nói kể quỳ lại riêng, xin thỉnh sư phụ con lại riêng, con nói. Thế thì câu chuyện nó như thế nào? Cô đi học ở trong cái trường trung cấp Phật học á, thì tại vì các sư cô đều phải đi học ở trong trường trung cấp Phật học và học tới cao cấp Phật học, tức là mỗi một cái vậy đó là 2 năm. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp là 6 năm. 6 năm thì mới đủ nội điển để mà có thể tự túc được. Thế thì cô học gần hết trung cấp. Nhưng mà cô nói con về con cứ nhớ nhung nhung, hỏi nhớ nhung nhung gì, nói cái ông đại đức của ông giảng hay quá, con thấy con cái tâm con nó không được yên, mỗi lần nó con ngồi thiền là con lại thấy cái mặt ổng mà nó xuống sang con chịu không được. Tức là ông anh nói có duyên, rồi ông anh nói rất dễ hiểu, mà ông đại đức còn trẻ đẹp trai nữa, cái tâm người nữ tự nhiên nó xuống sang, mà từ nhỏ tới lớn chẳng biết nam nữ là cái gì hết, tự nhiên là nhớ nhung nhung. Cái sư mới nói không được, như vậy là cấm không cho lại trường luôn. Sư mới gọi ni sư trụ trì ở đó, nói cô có biết chuyện này không. Nói trời, con đâu có biết đâu, đệ tử của con mà nó không nói thì nói sư ông. Nói như vậy tức là nó không tin cô, nó mới không nói, chứ nữ với nữ nó phải tâm tình trước chứ. Mà tại sao nó không nói? Tại vì nó sợ, hoặc là nó không tin. Chỉ có 2 cái điều đó thôi. Thứ nhất nó không tin cô giải quyết được, thứ nhì nó sợ cô, quá sợ nó không nói. Mà tại sư á, tại vì sư phóng khoáng, sư nói chuyện dạy nó mấy ngày nó thấy thân cận được, nó mới lại nó quỳ nó nói, nó khai thiệt là bây giờ nó cứ ngồi thiền là nó thấy cái mặt cái ông đại đức đó. Sư mới nói vậy thôi, giờ giải quyết đi, kêu nó ở nhà không cho nó đi học nữa, và ở nhà bắt sám hối và làm các công việc ở trong nhà, rồi là lo tụng kinh. Nó cứ thế ở nhà được đâu chừng năm thấy nó tỉnh lại, nó tỉnh lại. Tại đi học mà nó ông kia nói hay quá, nó nghe cái âm thanh mến, cái bắt đầu từ mến, nhưng mà mình không để cho nó bám rễ. Nếu ở lâu á, thì nó sẽ sinh chuyển ra từ cái mà tôn trọng thở tình ra thương mến, cái đó là tầm bậy nha, là khó tu lắm. Cho nên tốt hơn là cách trước. Thì sư mới nói thôi, nói vậy ni sư đó thôi, cho nó ở nhà
ở nhà. Rồi sẵn ở kế bên có một cái cô nhi, vị ni sư này có nuôi khoảng đâu chừng 6-70 em nhỏ. Cô nhi khoảng chừng 4-5 tuổi, giao cho nó qua bên đó, nó phụ trách, nó tắm rửa, nó cơm nước cho mấy em bé vậy đó. Nó rất là hoan hỷ, lên đảnh lễ sư ông, nói con qua đó con lo, rồi mỗi ngày thời giờ rảnh con tụng kinh sám hối, rồi con đọc kinh ở nhà thôi, con không có đi học nữa. Thì bây giờ cũng không biết là nó thoát được hay không, không biết, hay là nó xả y rồi cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ không nghe nói, chỉ có điều là trong cái thời điểm đó nó như vậy đó. Tu 14-15 năm mà chỉ có cần nghe một cái ông đại đức có thuyết giảng hay đẹp trai mà cái tâm khởi lên thương mến, chưa có nhiễm ái tới cái mức trầm trọng, nhưng mà đã khởi lên thương mến tới cái mức mà ngồi thiền mà thấy mặt người ta trước mặt là hỏng rồi. Nó bị sắc thinh hương vị xúc pháp mà nó rung động, cho nên là thận trọng. Thế thì nửa tháng đến xin tăng chỉ dạy là phải đi theo ni đoàn. Còn tự nhiên một mình đến nhiều khi đâm ra nhiễu sự, hoặc là hai vị đến nhiều lúc cũng phiền toái. Ni đoàn ít nhất là 5-7 vị, không hay là 10 vị chị em cùng đi với nhau sang lại cái vị tỳ kheo đó, xin cái vị tỳ kheo đó chỉ dạy. Đó là điều thứ 6, nửa tháng một lần. Và nếu vị tỳ kheo mà nói lăng nhăng lập tức về họp hội chúng liền, bạch chư đại đức ni, hôm đó con đi nghe như này như này, con không dám cử sự, tại vì Phật cấm không có được trách mắng, không được nói nặng lời, nay con trình với hội đồng ni. Rồi hội đồng ni thấy chuyện như vậy, nói có đúng không, đúng, đúng sự như vậy, tức là không được, biểu quyết là không được, thì trình qua hội đồng tăng. Hội đồng tăng sẽ có biện pháp, biện pháp là cấm ông đó không được thuyết pháp nữa, hoặc là cấm ông đó không được nhận để mà dạy dỗ cho ni nữa, hoặc là bắt ông đó phải đi biệt trú 3 tháng hay 6 tháng tùy theo hội đồng tăng quyết định. Mà hội đồng tăng trong những trường hợp bình thường thì quyết định đó là chỉ cần 4 vị tăng hay 5 vị tăng thôi, 5 vị tăng là đúng, tại có một vị thưa thỉnh, 4 vị biểu quyết. Đức Phật nói 4 vị biểu quyết thì phải có một vị thưa thỉnh là 5. Còn những trường hợp mà nặng phải 21 vị, tức là một vị tăng đứng là thưa thỉnh và 20 vị hòa thượng nghe. Nếu mà vị đó phạm tứ trọng, tức là nói tôi chưa chứng mà nói chứng, khoe với bế chư ni nói tôi đã đắc tha tâm thông vớ vẩn gì đấy, thì bên ni về họp lại rồi báo cáo qua bên tăng muốn cử sự gì với cái ông này, tức là phạm tứ trọng á. Và chỉ có cái tội này là tội ưa bị nhiều nhất, cái tội mà cái bằng chưa chứng mà nói chứng là bị nhiều nhất, còn mấy cái tội kia hiếm lắm. Trộm cắp nè, sát sanh nè, gian dâm nè, mấy cái chuyện đó là các ngài hòa thượng là hiếm có bị lắm, cũng có nhưng mà rất là hiếm. Nhưng mà cái tội mà chưa chứng nói chứng là cái tội này bị hoài rất nhiều vị bị. Thế thì muốn có cử sự như vậy phải 21 vị, tức là một vị tăng thưa thỉnh mà 20 vị hội chứng mới đủ sức để mà trị ổng, chứ không phải không, rồi mới biểu quyết. Cho nó không đơn giản đâu, nghi thức rất là khó. Mà 21 vị thì tâm đều có tâm từ, cho nên nó rất là thương, không có nỡ để mà đánh rớt người ta. Quý vị có biết cái chữ apitiyo là gì không? Thường thường sáng ra hai sư đều apitiyo đó, tức là sám hối với nhau. Người lớn sám hối người nhỏ, nhỏ sám hối người lớn. Lớn hạ hơn một ngày cũng là lớn. Thế thì apitiyo có nhiều người nói là sám hối, thực sự nó không phải sám hối. Cái chữ apitiyo là lụp lên, khách sắp, tức là nó rớt ra sau thì phải chạy tới. Tức là những người thối thất, dùng chữ thối thất là đúng, thối thất vì sắc thinh hương vị ngủ, sắc thinh hương vị xúc pháp, thì nay phải vượt qua cái rào cản để chạy kịp với đại chúng mà cho nó được thanh tịnh. Cho nên chữ apitiyo là coi như con đã rớt, con đã không hoàn hảo được, nay con cố gắng được cho hoàn hảo, nó như vậy. Nửa tháng phải đến xin tăng chỉ dạy. Thứ bảy, an cư nơi có tỳ kheo ở cư trú, ở an cư ở địa phương nào thì nơi đó phải có tỳ kheo. Không có nghĩa là an cư trong một cái thiền viện phải trong đó phải có tỳ kheo, không được, không phải vậy. Mà thí dụ như trong cái phạm vi này khoảng chừng 500 thước một cây số, mình muốn an cư ở đây thì ở gần đây cách đây chừng khoảng vài trăm thước có một cái cốc mà có chư tăng đang ở đó, thì coi như là được phép.
Lý do tại sao? Tại vì hồi xưa đó các vị ni hay tăng đều ở trong rừng, mà ở trong rừng gặp cọp thú dữ, mà nếu ở xa thì rất là nguy hiểm. Mà 3 tháng Phật quy định là không được đi đâu hết, chết cũng phải ở trong á, chứ không phải là bỏ chạy. An cư là an cư, luật của Phật quy định chỉ những trường hợp đặc biệt được phép ra như thế nào thì có quy định trong cái mùa an cư. Mà đi ra phải xin phép rồi phải đi về liền. Khi hết cái việc đó phải đi về liền. Thí dụ như giờ đau bệnh đi khám bác sĩ thì đi khám bác sĩ xong lấy thuốc xong rồi về liền, chứ không phải nó ở xuống dưới còn ăn hủ tiếu ăn bánh xèo rồi con mới đi về, không được. Dấu là công trong cùng ngày, mục đích đó là quan trọng. Thí dụ mục đích nó đi chữa bệnh là đi xuống chữa bệnh lấy thuốc xong đi về, chứ không phải nó ở bây giờ nó mới có 12 giờ xong việc rồi, đằng nào về thiền viện cũng trễ rồi, ăn rồi thì thôi ghé đâu ăn bánh xèo hay ăn gì đi xong rồi cái 2 giờ đi về vẫn kịp. Cái đó trái với mục đích, mà trái mục đích là Phật cấm. Là không có được, chứ không phải là trong cái mùa an cư rất là gắt. Chứ không phải nó bây giờ đó đằng nào con cũng hết một ngày, phải không? Mà giờ nó trễ bữa rồi, 12 giờ trưa rồi, ở thiền viện 12 giờ là ăn xong rồi, mà giờ mới đúng 12 giờ con chạy về thì không kịp. Chạy về thì đói, thì thôi 12 giờ kém 5 thôi ăn hủ tiếu ăn bánh xèo ở đây cho nó thoải mái là không được. Tức là ghé đâu kề cà uống ly cà phê rồi ăn bánh này kia là không được. Mục đích đi chữa bệnh là chữa bệnh. Còn nếu mà muốn ăn thì phải xin hội đồng ni trước. Nói bạch chư đại đức ni, con đi khám bệnh mà con e rằng là con về sau 12 giờ, cho nên xin phép chư ni cho phép con được dùng cơm ở ngoài. Tức là con khám bệnh xong con được phép dùng cơm ở ngoài. Chư ni nó ok rồi đó, mình được ăn cơm. Mà nói ăn cơm thôi, đừng ăn bánh xèo nha. Nhưng mẹ đi kiếm cái đồ ngon ăn không được, ăn cơm. Tức là nói trái cái lời nói của mình, tức là giới khẩu á. Tập cái lời nói chân chánh là lý do đó. Phật rất cẩn thận cái chuyện này. An cư nơi có tỳ kheo ở để bảo vệ cho tỳ kheo ni. Tại vì ở trong rừng á, cọp, beo này kia đủ các thứ nó xâm phạm á. Thì nếu có các vị tăng ở đó thì ở gần đó thì đương nhiên cái vấn đề an ninh nó đỡ hơn. Cọp beo các ngài chạy tới đuổi nó đi, chứ còn nhiều lúc nó cũng kẹt. An cư xong phải đến tăng, thường thường an cư xong thì phải sám hối, nói con thấy con nghe con nghi có tội, thì là phải sám hối ba việc này. Tăng cũng sám hối vậy á. Sau khi an cư xong, bạch chư đại đức tăng, ba điều này con không phạm, mà nếu các ngài có thấy con phạm thì xin cho con biết. Thấy, nghe, nghi. Nghi rằng mình có phạm, nghi rằng mình có phạm. Nghe có phạm không, nghe con có phạm không, hay là thấy có phạm không. Bây giờ con không thấy, không nghe, không nghi là con đã có phạm. Vậy thì xin chư đại đức tăng, nếu có ai thấy, ai nghe, ai nghi gì đó thì xin cho con biết con có lỗi. Nhiều lúc mình không biết, nhưng mà chư đại đức tăng người ta nhìn ta nói ông có lỗi, tôi nghi ông có lỗi, thì có quyền nói. Thế thì chư đại đức ni cũng vậy, họp với nhau biểu quyết thấy, nghe, nghi ba điều đó với nhau, xong rồi phải trình với hội đồng tăng, xin hội đồng tăng chứng nhận. Nên bạch chư đại đức tăng, con không thấy, không nghe, không nghi cái lỗi của con trong 3 tháng an cư, tức là con hoàn toàn thanh tịnh. Nếu quý ngài có nghe hoặc có thấy con có phạm lỗi, hoặc có nghi con phạm lỗi, thì xin các ngài nói ra ngay bây giờ. Thì nếu mà các ngài thấy thì các ngài nói hôm đó vậy đó là có phạm vào giới này, giới nặng giới nhẹ, nói cho nghe. Còn nếu thường thường các ngài nói xa thú, tức là thôi bỏ qua đi, nó còn chút xíu, nó ăn 12 giờ 5 phút xa thú, thế thôi hoan hỷ, là không có gì hết. Nhưng mà những cái tội nặng á là đều nói. Chẳng hạn như là thấy một vị ni mà đứng nói chuyện với một người nam cư sĩ, mà nói 5-6 câu không nói làm chi, nói cả tràng giang đại hải thì là bắt lỗi liền. Tại vì cái này luật Phật không cho phép. Thì là tôi thấy tôi nghi, nhưng mà cái này chỉ trong an cư thôi, trong mùa an cư. Chứ còn bình thường thì cái chuyện đó là cứ 2 tháng có tụng giới, rồi có sang đỉnh lễ rồi.
Cho nên quý vị sau này mà thọ, bây giờ sa di nó cũng vậy, tại vì ở đây thì có sẵn sư chắc ma rồi thì lại ngài được rồi, coi như có một vị tăng rồi. Nhưng sau này mà không có ai ở đây, thí dụ sư chắc ma đi đâu rồi, có quý vị không, thì quý vị cũng phải đi kiếm một vị tăng ở gần đây sang đảnh lễ, cứ 15 ngày sang đảnh lễ. Thì gần đây nè, có sư Minh Tôn nè, cũng thân cận với sư, con vâng lời Phật dạy, sư phụ con bảo con sang đảnh lễ ngài, lạy cho ông ba lạy xem ông đỡ nổi không, rồi ngài có điều gì dạy con không. Ông nói không, các cô tu học tinh tấn, ráng, dạ mô Phật con xin tuân lệnh, rồi cuốc về, leo xe chạy dọt về, vậy thôi, đơn giản vậy đó. Tức là cái sự đoàn kết giữa tăng ni và giúp cho mình tàm quý, và luôn luôn mình biết cái lỗi sám hối và nó thanh tịnh được, dẫn trên vấn đề chứng đắc. Thế thì tất cả những cái điều này theo ý kiến của sư đó, kinh nghiệm của sư đó, thì sư thấy cái này nè, điều số 1 đó rất có ích lợi, tại vì dẹp được cái ngã mạn, dẹp được cái ngã mạn, đoàn kết tăng đoàn mà dẹp được cái ngã mạn và làm cho mình kham nhẫn, kham nhẫn nhu thuận. Trường hợp thứ nhì cũng vậy, tức là mình giữ được cái giới khẩu, mình không có nói linh tinh, mình không có phạm lỗi. Thứ ba cũng vậy, cái giới khẩu. Giới thứ năm là về giới luật rồi, nếu phạm tăng tàn phải trước hai bộ. Rồi thứ sáu là hòa hợp, đảnh lễ tăng cứ hai tuần nửa tháng đến xin tăng chỉ dạy, là đoàn kết tăng và dẹp được cái ngã. Thì tất cả những cái điều này đều có ích lợi cho sự chứng đắc của ni, và khi làm như thế này các vị tăng cũng đều phải xét lại mình, xem là mình đạo hạnh mình đã có đủ để nhận cái này hay không. Và cũng thực sự ra sư thấy nhiều điều trong này Phật rất là tinh tế, Phật sử dụng cho tăng luôn, nhưng mà nói cho ni, nhưng mà thực sự ra mấy ông tăng người ta đảnh lễ vậy đó, mà ông tu có đàng hoàng không, ta biết tạm quý không, nếu biết tạm quý thì là nó khác. Cho nên tất cả điều này thực sự ra theo quan niệm của sư và kinh nghiệm của sư, đây không phải là Đức Phật nói cho ta ni đâu, mà nói cả cho tăng nữa. Đấy, ni người ta tu hành như vậy đấy, ta tốt đẹp như vậy đó, rồi bây giờ mấy ông sư tu kiểu gì, có được như người ta không, chứ không phải là bây giờ cứ đòi phá bát kinh pháp, nói là Phật không có chế. Phật chế trong kinh sách vậy mà nói Phật không chế. Rồi lợi ích của bát kinh pháp là giúp cho mình nó xả bỏ được ngã mạn, cho mình được chứng đắc. Biết bao nhiêu vị hồi xưa nhờ bát kinh pháp mà chứng đắc, thì bây giờ mình lại bỏ đi, tức là mình bỏ sự chứng đắc, bỏ cái sự tham sân si. Cái này nó vì tham sân si cho nên xin bỏ thôi, chứ có gì đâu. Ngã mạn, cống cao ngã mạn này xin bỏ, rồi ích lợi vậy mà bỏ đi thì có phải uổng không? Bây giờ Đức Phật cho một cái bảo pháp bảo mình lại đem mình vứt đi thì rất là uổng. Con Phật nghe lời Phật, làm cái này nó đâu có mất mát gì đâu, mà nó lại có lợi rất nhiều. Ở trong Việt Nam có rất nhiều vị nữ tu mà thuộc loại chân tăng rất là cao quý, mà giữ được bát kinh pháp liên tục, như sư bà Hải Triệu Âm lúc nào cũng giữ bát kinh pháp rất là tuyệt vời. Thế thì các vị khác không bắt chước được, phải không? Mục đích của Phật chế ra để giúp cho người ta thành tựu chứng đắc mà, xả bỏ được tất cả để chứng A-la-hán, tại sao mà mình lại phá đi cái mà cao quý mà Phật cho pháp bảo? Rồi quý vị có hỏi gì không? Cái đó mình không dám nói, mình không, bây giờ chỉ có Phật mới biết thôi, chứ mình không dám nói. Mình nói cái mình lại là phạm nữa, tại vì cái nguyên tắc như vậy này, nếu mình nói rằng mình biết người đó chứng thánh quả, tức là mình phải hơn người đó mình mới biết, phải không? Tức là tôi phải là Phật tôi mới biết người đó chứng thánh quả, tức là vô tình mình lại gián tiếp mình nói tôi đã chứng rồi, tôi mới biết cái người đó chứng, thì thành thử ra là tầm bậy, mình là không dám. Cho nên ai hỏi sư ai đã chứng gì thì nó sườn biết, hỏi Phật, chỉ có Phật mới có thẩm quyền thôi. Hồi thời Đức Phật cũng vậy, các chư thánh tăng không ai dám nói là tôi chứng, mà cũng không ai dám nói là cái ông đó chứng hay ông đó không chưa chứng, chỉ có Phật thôi. Khi dân chúng lại khiếu nại, nói sao cái người đó nó bê bối vậy, Đức Phật nó đấy, nó chứng rồi đấy, nó vậy mà nó chứng rồi đấy, đừng có coi thường, chỉ có Phật mới nói. Chứ còn hồi đó ngay cả các vị thánh tăng mà có đệ tử chứng rồi cũng không dám nói luôn, sợ mình phạm vào trong tứ trọng, tức là cái giới
tin đó, chưa chứng mà nói chứng. Thí dụ như bây giờ đó, hỏi chứ sư bà Hải Triều Âm có chứng thánh quả chưa? Mà nếu giờ sư nói có, tức là sư phải giỏi hơn bà, tức là sư đã chứng thánh rồi, thì cái đó lại càng không dám nói nữa, có chứng cũng không dám nói nữa, tại vì mình đâu có biết là mình chứng thiệt hay chứng dỏm. Mình chứng cái gì không biết nữa, thành thử ra lỡ mà mình chứng dỏm cái là mang tội, mà chứng thiệt ở Phật cũng nó không nên nói, đâu có phải vì cái này cái kia mà nói ra cái pháp thượng nhân. Hồi xưa đó có một vị là vì người ta thách thức thị hiện thần thông, lấy cái bình bát bằng hương trầm, bằng gỗ trầm đi lên gặp Phật, Phật đập cái bình đó. Ông tu mà ông chỉ vì người ta khích ông có một câu đó rồi ông lại thể hiện cái thần thông là không xứng đáng một cái đệ tử của Đức Phật. Thì cũng tương đương như vậy, bây giờ người ta tới người ta hỏi khéo một câu mình lại phun ra, mình nói sư bà chứng rồi, tức là mình nói mình là giỏi hơn sư bà, mình mới biết sư bà chứng chứ. Nguyên tắc là như vậy, tôi phải chứng cao hơn sư bà. Thí dụ bây giờ nói sư bà chứng Tư Đà Hoàn thì tôi phải chứng Tư Đà Hàm, tôi mới biết sư bà chứng Tư Đà Hoàn, hoặc là tối thiểu tôi cũng phải chứng Tư Đà Hoàn thì tôi mới biết là sư bà chứng Tư Đà Hoàn, người cùng cấp với nhau thì mới biết chứ. Bây giờ sư bà chứng Tư Đà Hoàn mà tôi chưa chứng cái gì hết mà tôi nói là vi phạm tứ trọng, pháp thượng nhân, nói vọng ngữ. Cho nên tốt hơn hết các chư tăng mà chứng, không tăng nói trực tiếp gián tiếp hay là mập mờ gì hết, nói tôi không biết, dứt khoát. Cái đó ông cư sĩ. Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàn là các vị đó là cư sĩ. Các vị đó là cư sĩ. Sư bên Ba Ốc á, là cái vị đó, là cái vị đó đã chứng, mà các vị thiền sư khác nói. Các vị thiền sư khác nói. Các vị đại lão thiền sư như ngài Pa Ốc này kia đó, có cái hội đồng á. Rồi các vị đó nói thì các cái địa vị, các quyền của các vị ấy nói. Mình chỉ căn cứ nơi lời nói của các vị đó, chứ mình không có tự ý mình nói. Mình nói đây nè, ngài Pa Ốc, ngài Mô Gót, các ngài đó đã nói vị này chứng. Mình phải nói rõ ràng vậy. Rồi còn người ta tin hay không chuyện của người ta, chứ mình không có tự nhiên mình nói ông nói chứng vậy, mình không được nói. Ngài Pa Ốc là ngài đứng ra ngài tuyên bố, nói ông đã chứng như vậy. Rồi ngay như ở bên chùa Phật Nằm cách Pa Ốc khoảng chừng 5 cây số, có một vị mọi người đều chứng mà có giấy chứng nhận đàng hoàng, hội đồng tăng ở Miến chứng nhận là ông này chứng A-la-hán, các hội đồng tăng mà cao cấp chứng nhận. Và khi ngài mất, nhục thân của ngài để 3 năm nó không có thiêu, không có thúi. Thì mình biết như vậy, tức là hội đồng tăng có giấy chứng nhận, rồi có quốc gia có cái giấy certificate đàng hoàng, nói ở đây là căn cứ theo hội đồng tăng cao cấp của hội đồng tăng cao cấp của Miến xác nhận vị này đã chứng, và là cái xác để y nguyên, không có chích thuốc không gì hết, 3 năm còn y nguyên, nó chỉ hơi đen lại chút xíu thôi. Thì mình phải nói rõ ràng như vậy, tức là ở trong đó có cái giấy chứng nhận của hội đồng tăng cao cấp của quốc gia, vị này đã chứng A-la-hán, và khi chết cái xác 3 năm còn như thế này, không chích thuốc. Nói rõ ràng vậy, tức là thấy sao nói vậy thôi, chứ mình không có phải nói là ông đó đã chứng A-la-hán. Nếu mình nói tự nhiên mà mình nói thì mình phạm. Còn mình nói căn cứ theo những cái giấy chứng nhận như vậy, rồi người ta tin hay không chuyện của người ta. Đấy. Còn nếu mà tự nhiên, bây giờ mình tự nhiên mình phát biểu nói ở cái vị đó đã chứng A-la-hán rồi thì là phạm. Không, mình không có nghe nói, mình nói có chứng nhận đàng hoàng. Thí dụ như là nó có cái giấy chứng nhận, giấy chứng nhận là hội đồng tăng gồm có ai? Ngài Pa Ốc, ngài Pa Ốc đã nói như vậy, ngài Mô Gót đã nói như vậy, nói cái ông đó đã chứng vậy, thì mình cứ căn cứ đó mình nói thôi. Và mình cũng nói cho họ biết là tùy quý vị, tin hay không tùy quý vị. Mình phải nói rõ vậy, chứ mình không có nói các ngài nói như vậy là quý vị phải tin, là không được. Mình không có quả quyết cái gì đã nói vậy, rồi tùy các ngài, tùy quý vị muốn nghe, quý vị muốn tin gì đó quý vị tin. Còn nếu tự nhiên ta hỏi là có biết vị nào chứng hay không thì mình nói tôi không biết. Tại vì nếu mình biết thì tức là chứng tỏ mình giỏi hơn ta rồi.
mình đã chứng hơn người ta. Và cái đó vi phạm vào tứ trọng, tức là pháp thượng nhân, không được nói. Cho nên mình chỉ có quyền nói ở đây nè, theo cái giấy chứng chỉ, rồi theo các ngài pa óc, các ngài lớn đã xác nhận thì là như vậy. Quý vị biết cũng như có những vị nữ mà nữ cư sĩ thôi ở bên Miến, người ta thị hiện thần thông nữ cư sĩ thì người ta có quyền, tại vì Phật quy định là chứ không có áp lực trên cư sĩ. Cư sĩ nó muốn nói gì nói, nó chứng rồi thì cái chuyện đó là của nó. Nhưng mà tu sĩ không được nói, tu sĩ không được nói tôi đã chứng rồi, tuyệt đối không bao giờ dám nói, có chứng cũng không dám nói. Nhưng mà cư sĩ thì nó đâu có dính líu tới cái luật của Phật, cái luật của Phật đó chỉ là áp dụng trên tu sĩ thôi. Tại vì cái luật đó nói nếu như trường hợp vi phạm pháp thượng nhân thì phải trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Nếu người đó nói là mình đã chứng thì phải trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Nhưng mà ám chỉ cái gì? Ám chỉ không có nghĩa là người đó không có khả năng tu, chỉ có điều bất cộng trụ, tức là không được sống chung với người đó thôi. Còn nếu người đó họ đi lên rừng lên núi họ tu, họ vẫn chứng như thường. Chỉ có điều là ở chung với tăng đoàn thì không được, tại vì cái luật của Phật như vậy. Phật nói bất cộng trụ, tức là không sống chung, nhưng mà không có nghĩa là người đó không tu chứng. Chỉ có những cái giới chẳng hạn như giới sát nè, giới dâm nè, là hai cái giới trọng đó, là tu khó thành lắm. Tại vì đã phạm rồi rất là khó. Nhưng mà trong kinh sách đó, nó cũng có một cái như thế này. Ngài Sudina đó vi phạm cái giới dâm, rồi lúc bây giờ chưa có cái giới đó, và Phật mới chế ra, Phật mới nói cấm không được như thế như thế. Và cái luật đó nó không có hồi tố, không có đi ngược lại, cho nên Ngài Sudina vẫn được ở trong tăng đoàn. Nhưng mà trong kinh lại không có hề chép là sau này Ngài Sudina có chứng hay không, thì không thấy nói. Cho nên mình chẳng biết, chẳng biết. Mà sư chỉ nói như thế này, khi nào xả bỏ được cái ngã, cái tâm nó thanh tịnh thì tự nhiên là giới nó hoàn chỉnh. Không muốn ăn trộm, không muốn nói, không muốn gì hết. Ai muốn làm gì thì làm, không có muốn dính dáng tới nữa. Nhàm chán hết tất cả những cái khác rồi thì đâu có cái gì để hơn mà tranh thua. Lý luận cũng vậy. Bây giờ sư trong vòng 10 năm nay rồi, hay ai cãi cái gì sư nói mồ Phật con xin sám hối cho con rút lui, không cãi thêm câu thứ nhì. Khi ta hỏi sự thật nó ra làm sao, nói đây nè Phật dạy như thế này, sư không có dám nói mà tự ý mình đâu. Nói Phật dạy như thế này, theo ý của con nghĩ như thế này, nói rõ ràng Phật dạy như thế này mà theo ý của con nghĩ như thế này, rồi đối chiếu lại kinh sách đoạn này như thế này, rồi tùy các ngài, có thể con hiểu sai, nói rõ ràng vậy. Chứ mình không có là tự ý mình phát biểu ra cái điều đó, phải dựa theo kinh sách, theo lời Phật dạy. Còn khi mà ta cãi nói như thế này như thế kia, dạ thôi cái điều này con không đủ trí tuệ, thôi cho con xin rút lui. Sư không bao giờ cãi cọ, không thích, tại vì nó làm cho cái tâm mình nó rối. Cho nên tốt hơn hết mà khi ta thấy cái chuyện cãi cọ là rút lui. Nói thôi xin sám hối quý ngài cho con được rút lui, con không đủ trí tuệ để phán xét cái việc này. Kinh sách chép như vậy đó. Kinh sách chép là Phật nêu ra bát kính pháp vì có lợi ích cho ni, để cho ni tu được chứng, và có lợi ích cho tăng đoàn hòa hợp mà vững mạnh. Còn nếu bây giờ đó chư ni phát lên cái phong trào là xóa bỏ bát kính pháp, dạ thì thôi con cũng không có ý kiến mà con không dám bàn nữa, tại vì cái chuyện này nó ngoài ý kiến của con rồi. Cái chuyện này chuyện của Phật, đâu phải chuyện của con. Nhiều lúc có nhiều vị lại đệ tử của sư cũng vậy, nói sư phụ bây giờ nam nữ bình quyền mà còn cứ bắt kính pháp, thì nói hồi đó giờ sư có bao giờ đòi là quý cô phải thua sư đâu, quý cô lúc nào cũng vậy, quý cô giỏi hơn sư. Nhưng mà sư khuyên có một điều, bây giờ muốn sư bỏ bắt kính pháp lên lại Phật đi, chừng nào ông Phật cũng gật đầu cái sư bỏ, còn giờ ông Phật không gật đầu sư không có dám. Còn quý cô muốn bỏ là quyền của quý cô thì, chứ còn sư không dám. Chứ còn từ xưa đến giờ là sư đâu có dám nói cái gì về cái chuyện này. Đấy, tức là mình nói rõ ràng như vậy, tức là Phật dạy như thế, có ích lợi cho chư tăng như thế, có ích lợi cho tăng đoàn như thế, sự vững mạnh của tăng đoàn để chống đối với ngoại đạo, tại vì ngoại đạo nó phá Phật giáo kinh khủng lắm. Nhất là người nào chân tu càng bị phá dữ dội, mà nó phá dữ, phá cho tan nát luôn mà. Cúng sao giải hạn thì đông lắm, nhưng mà tu chân chất thì không có bao nhiêu nó phá. Cho nên từ đó chúng ta biết chúng ta phải thận trọng. Mà người nữ mà giữ được bát kính pháp thì sư thấy gần như là người biết bao nhiêu chỗ đều thị hiện những cái an vui của người ta.
Mình không nói cái chuyện chứng, mình thấy gương mặt ta thanh thản, dáng đi thong dong, phiền não không có. Rồi là cái ni đoàn ở đó cũng thấy là đông. Chẳng hạn như bên chùa Dược Sư, chỗ sư bà Hải Triệu Âm, sư đến rồi đó. Ô, các cô là tu hành nghiêm túc, sư tới nơi nhà là 20 cô ra đảnh lễ thay đại diện cho ni đoàn ở đó. Ni đoàn hình như cả trăm á, có 20 cô ra nơi chúng con sám hối, tại vì ni chúng đang làm việc này việc kia, đang chấp tác, cho nên chúng con 20 ra đây là đảnh lễ quý ngài, bắt kính pháp đảnh lễ, thì xin quý ngài có lời chỉ dạy đúng y như pháp này. Rồi sư phải cung kính các ngài đó, chứ đâu có đùa. Người ta tu hành thấy nghiêm trang vậy, mình đâu có thế nào mà mình khởi cái tâm ngã mạn được. Cung kính, tại nếu mình không cung kính là mình rớt rồi. Ngã mạn nè, là nó phát sinh liền, có nhân có ngã là rớt. Cho nên khi người ta cung kính mình lại càng phải sợ nữa. Đó là người tu đàng hoàng. Còn cái chuyện người ta chứng hay không chứng mình không dám nói. Còn nếu mà có ai nói, thí dụ như là có cái ông thiền sư nào lớn tuổi mà ông nói tôi biết bà đã chứng rồi, thì mình nói đấy nè, vị đó đã nói vậy, thế thôi. Còn tin hay không tùy mình, mà dứt khoát là mình không có quả quyết là vị đó đã chứng. Mình đã căn cứ theo những cái vị lớn nói. Đúng rồi, cái vị pha óc này kia nói hết. Cũng như sư sang Miến có một cái ông là ông cư sĩ thôi, mà ông là thị giả, ông chứng tha tâm thông. Thì chính ngài Asaba, tức là trưởng tử của ngài Mogot, xác nhận là ông đã chứng tha tâm thông. Thì sư nghe sư cũng nói ông chứng tha tâm thông. Rồi sư cũng nói rõ tất cả những cái duyên sự, chẳng hạn như là sư vừa mới nghĩ tới cà phê là ông mang cà phê, sư nghĩ cái mền là ông mang lên cái mền, rồi sư nghĩ sau cái máy lạnh nó ồn quá mà nó không có lạnh, tự nhiên ông lên điều chỉnh 10 lần, thì mình nói 10 lần tôi thấy vậy. Còn cái chuyện ông chứng hay không mình đâu có dám nói. Nhưng mà ông đệ trưởng tử của ngài Mogot thì xác nhận là ông này đã chứng Tư Đà Hàm, thì mình cũng nói rất rõ vậy. Rồi còn ông là cư sĩ thì ông có quyền nói. Ngay cả như cái ông mà cư sĩ mà ông chứng rồi đó, ông có quyền nói tôi đã thấy niết bàn hay tôi đã thấy gì, quyền của ông. Tại vì ông không bị buộc ở trong cái giới luật của tu sĩ. Nhưng mà nó có cái khó này nè, cái tinh tế trong luật của nhà Phật đó, nó khó như nè. Khi một cư sĩ tuyên bố pháp thượng nhân đã chứng rồi, thì bây giờ nếu mà ông gia nhập tăng đoàn á, e rằng khó có cái vị sư nào mà cho ông thọ giới. Tại vì thấy ông là chứng thánh quả rồi, mình chưa chứng là ông nào cũng ngán hết, là thôi ông đi kiếm ông khác đi, ông đi kiếm ông Phật đi, còn tôi đang tu mà làm sao tôi dám mà để ngồi đó cho ông thọ giới, tức là chạy hết. Nếu mà người tu thực sự á, tu thực sự mà nghe nói cái vị nào chứng mà tới gặp mình mà xin thọ giới thì thôi làm ơn để cho con tu đi cho rồi, là thực tế như vậy. Cho nên cái pháp thượng nhân này là sư thấy rất bị vi phạm rất nhiều. Tại vì cứ nói tôi thấy này tôi thấy kia, có khi thấy ảo giác, có khi thấy thực, nhưng mà tuyệt đối là không nên nói. Mà nói thì có cơ sở, thí dụ đi tới chỗ đó, ông thiền sư đó nói như vậy thì biết vậy, thì mình cứ nói y như vậy thôi, lặp lại đúng y lời đó. Nhất là ở bên Miến thì nó có cái đặc biệt như thế này, cái chỗ nào là đều có giấy chứng nhận những của hội đồng tăng cao cấp tối cao chứng nhận là ông đó như thế. Rồi bên cạnh nó có thêm cái giấy chứng nhận của quốc gia, hội đồng quốc gia là xác nhận cái hội đồng tăng này nói là đúng, và đã ông này đã có những cái thành tích như vậy. Và bên đó nó có thêm một cái lý lịch nữa, ngày nào ông làm cái gì để thể hiện những cái đó. Thì lúc bây giờ mình có mặt ở đó đâu, mình đâu có biết, đâu có thấy đâu. Nhưng mà người ta để như vậy thì mình biết lịch sử là như vậy, là bây giờ ông chết rồi, nhưng mà hồi đó ông đã làm những chuyện như thế này thế này. Cũng như ngài Mogot trong lịch sử nói là 2 lần ngài phơi cái y này nè, nó đi nó nóng quá, và trong lúc mà chờ đợi giảng pháp thì ngài không kịp giặt, ngài mới phơi lên trên hàng rào là ong nó bu lại thành đã tổ ong. Thì người ta nói như vậy tức là cái mồ hôi nó phải thơm,
thì từ đó người ta suy ra nói ngài mô gốc chứng A-la-hán, thì thôi từ đó người ta suy chứ giờ mình đâu có biết sao. Thì mình nói ở đây nè, trong kinh sách có để, trong cái sách của tiểu sử của ngài nè, các vị đó nói ngài chứng A-la-hán, thì mình cũng nói vậy thôi, nói đúng theo sách vở thôi, chứ còn ngoài ra mình không có thêm bớt. Phóng dật chứ chưa phải là tứ trọng. Tại vì mình đâu có xác nhận là người đó, mình nói theo cái nguồn tin mà. Nhưng mà nhiều lúc mình quên, mình không có chú thích, mình không có chú thích cái nguồn. Cho nên tốt hơn hết là nói nhanh thì nó ưa phạm. Và nhất là nói cho Phật tử thì nó lại càng nguy hiểm. Phật tử nhiều lúc nó nghe rồi nó lại đâm nó phá kiến. Còn nói với tăng hay ni thì nhiều lúc quý vị nó hỏi lại, làm sao sư biết thì làm sao cô biết, thì nó ở đây nè, trong kinh sách, trong sách vở hay là trong profile có ghi lại này, trong chứng chỉ này có ghi lại này. Cho nên cái giới mà cái bằng pháp thượng nhân đó là rất dễ bị phạm. Ai hỏi chứ cái cô đó chứng chưa hay là cái ông đó chứng chưa, rất khó. Chỉ trừ là có những cái hội đồng tăng cao cấp họ nói. Hội đồng tăng cao cấp nói. Còn mình chỉ nói trên kinh nghiệm của mình thôi. Chẳng hạn như sư đi sang bên Lào á, sư thấy cái ông đó, ông đi trên nước, thì sư thấy đàng hoàng, thì sư cũng nói là tôi thấy ông trên nước. Còn cái chuyện ông chứng cái gì hay chứng chưa tôi không biết. Mình nói rõ ràng vậy đó, tôi không biết là ông chứng chưa. Hay là nhiều lúc ông có ảo thuật của Bà La Môn, cái pháp ngoại đạo nó cũng đi trên nước được. Mình chỉ nói à, tôi thấy ông đi trên nước vậy thôi. Rồi tôi hỏi ông tu pháp môn gì, ông nói tu tứ niệm xứ. Lặp lại y nguyên như vậy, không thêm không bớt. Còn hỏi vậy chứ sư có tin là ông chứng cái gì chưa, nói tôi không biết, tôi chưa chứng tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy vậy đó, thấy ông đi trên nước. Rồi tôi hỏi ông vậy chứ ông tu pháp môn gì, ông nói tu tứ niệm xứ. Hỏi tu bao lâu rồi, tu 23 năm. Đúng y những cái gì mà mình đã nghe đã nói tại chỗ đó. Rồi nếu có ai thắc mắc là mình cho cái địa chỉ tới đó đi hỏi. Thấy không? Tới tận chỗ đó để hỏi. Nghĩa là có bằng chứng đó, thế thôi. Mình không thêm không bớt. Tại vì nếu mình nói mình thêm bớt cái mình dính, có thể mình dính vào trong cái pháp thượng nhân đó, tức là tứ trọng. Mà Đức Phật quy định á, ngài cũng rất là từ bi, ngài nói á, nếu mà trong trường hợp đó thì phải trục xuất. Tại vì nó làm mất niềm tin của đại chúng, quan trọng là mất làm niềm tin đại chúng và làm cho rối loạn tăng đoàn. Nhưng mà ngài không có quy định cái đó là không chứng, không tu chứng được. Ngài nói bất cộng tụ là trục xuất ra khỏi. Nhưng mà sau đó thì nó lên núi nó tu, nó chứng gì cái chuyện của nó. Nhưng mà tu chung với tăng đoàn, hành sự chung với tăng đoàn thì không được. Vậy thôi. Cho nên mình hiểu vậy để mình hành trì.